đạp xe đạp chính, thể thao chính lái là Hà Lan. Đã đến trung tâm văn hóa tỉnh. Đấy, xe của đoàn đã đến trung tâm văn hóa tỉnh. Ui giời, hội trường trung tâm văn hóa tỉnh. Ui giời, lớn rộng như một gọi là hội trường của Ủy ban. Đây là trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Này chưa đạp đường này đi sao đây này? Này, 5 cách 8 này. Đoàn đã đến khu vực nghỉ ngơi khách sạn Hoàng Yến 2. Bắt đầu lại nhận là phòng khách sạn. Công tác chuẩn bị xe cộ để chuẩn bị cho buổi chiều diễu hành và ngày sáng ngày mai là đua. Chú Tùng vừa quá khỏe đấy. Chưa phải tương con. Chưa. Tí lại nghe tiếng đoàn là bắt đầu là căng rồi. Bảy cân thôi nhá. Thôi. Đấy. Buổi trưa tại thành phố Vĩnh Yên đang ăn cơm tại quán cơm Bình Dân. Không bên ngoài nhưng đông rất nhiều câu lạc bộ đang ăn tại đây. Rồi, cháu xin. Đấy, công tác đang chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ để lên đường làm nhiệm vụ. Chăm chút để mai cứ ăn cái dạng. Cố gắng. Đây là niềm hy vọng lớn nhất của câu lạc bộ. Nâu chùi xe. Đấy, toàn cura nhìn trông ăn mặc gọi là pro. Hoành tráng. Không biết có giải gì không nhưng mà cái độ hoành tráng là cứ phải ngon lành cành đào. Chuẩn bị đi ra ngoài quảng trường để diễu hành. Đoàn chuẩn bị đi ra để các thành viên đang rất là háo hức. Dứt khoát phải chơi quả mà nó mấy huy chương nhưng mà không biết đồng mới tiếc. Nào, nào, tay phải, tay trái đi. Từ từ chờ ra hết hàng đi đã. Tay trái nhá. Đấy, đội hình rất là đẹp. Mình cứ vào chỗ hàng cây kia quá. Đâu đâu có ai đâu. Đây đội Sala đang đi đến chỗ đài tưởng niệm. Đấy, rất đông các đội trên
toàn quốc, toàn miền Bắc. Đội hình mô tô rất là khủng, chuẩn bị đi diễu hành. Người Sơn La Trần Chính đang đi live stream. Mình đi theo sau không? Chắc không đâu quá à? Đi theo sau thôi. Mình đi theo sau à? Đi trước, người đi sau, mình quay cả đi trước. Đấy, rất là đông. Hơn 400 vận động viên. Đội Sơn La. Sơn La đã ngồi vào vị trí chuẩn bị họp báo à? Nghe từ họp báo hoành tráng. Đạt tốc độ cao hai cô? 37-38 cây của tôi lên 40-40. Ôi dồi, kinh thế. Kinh như đi đua. Thế chủ, đi diễu hành mà như đi đua. Bắt được á? Làm tưởng. Sao cô? Làm cũng hào hứng mết. Lúc đầu được, không mệt. Không mệt. À, đi test thử đường quanh thành phố Vĩnh Yên. Đang cùng các cô chú đang ngồi. Đấy là không nhầm. Đấy bấm nhầm. Cái này nó cũng không quay mà lối được vào. Bắn nhau à? Mình toàn quay cho người thôi để có người khác quay cho mình. Lại là chào lại ngay. Sơn La. Về rất đông các câu lạc bộ miền Bắc đã về hội trường trung tâm hội nghị của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Một niềm tin trong ta, nào cùng nhau sống phai.
Trường Tiểu học Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Xin mời em Đặng Minh Đăng, sinh năm 2000. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các vị đại biểu khách. Ban tổ chức thành công chương trình của ngày hội, và chắc chắn giải đua của chúng ta diễn ra với những cung điểm. Đấy, bây giờ bắt đầu vào giờ ăn. Nhân đứng dậy hô. 26 đây không? Hả? 23 đi. 23 rô à? 2 rô. Đội Sơn La đi ăn về, giờ đang công đít đạp về.